Kính thưa quý vị, đây là chương trình phát hình của tổ hợp y tế United Care Medical Group, viết tắt là UCMG. Tôi là bác sĩ Trung Chỉnh, xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Lý Đô Sài Gòn TV. Hiện diện trong phần phát hình hôm nay của chúng tôi có nhất là bác sĩ Đồng Sĩ Nam, là một bác sĩ trong ban giám đốc của chương trình UCMG, và đặc biệt có bác sĩ Võ Văn Cầu là đương kim chủ tịch của tổ hợp y tế UCMG. Xin mời nhị vị bác sĩ gửi lời chào quý vị khán thính giả. Cảm ơn bác sĩ Trịnh. Thì cũng xin một lần nữa chúng tôi hiện diện trong buổi truyền hình hôm nay. Đây là cũng là cuối năm và cũng sắp đến năm mới, thì chúng tôi trước hết là kính chúc quý vị khán thính giả một năm mới được vạn sự như ý, an khang thịnh vượng và làm ăn phát đạt. Đó là ý nguyện của tất cả chúng tôi. Điểm thứ hai nữa là chúng tôi là trong cái nghề y tế thì chúng tôi không quên là nhiệm vụ của mình là giữ gìn sức khỏe, nhưng không những là cho chúng tôi mà tất cả quý vị khán thính giả một năm mới được sức khỏe dồi dào. Cái đó là một cái quan trọng nhất, về có sức khỏe khi nữa mới có công việc làm, và như vậy thì mới có hạnh phúc gia đình, và cái niềm sống của mình là dựa vào sức khỏe của mình, thì là quan trọng nhất. Và bác sĩ Nam là bác sĩ trong ban giám đốc, và xin mời bác sĩ Nam cũng có đôi lời về quý vị khán thính giả chúng ta hôm nay. Cảm ơn bác sĩ Cầu. Để tiếp lời với bác sĩ Cầu thì chúng tôi cũng xin kính chúc quý thân chủ một năm mới quý tỵ sức khỏe dồi dào, đời sống tràn đầy vui tươi hạnh phúc. Và quý vị, xin nhắc nhở với quý vị là qua năm mới quý vị nhớ là nên đi khám định kỳ, đi truy tầm các bệnh về kinh niên, về tim mạch, về mắt tai, về đường ruột, về phụ khoa và chích ngừa. Xin mong quý vị nhớ cho và nhớ đến tổ hợp y tế United Care Medical Group. Xin cảm ơn. Xin mời bác sĩ Trịnh. Dạ vâng. Tiếp lời của bác sĩ Nam và bác sĩ Cầu, tôi bác sĩ Trung Chỉnh xin kính chúc quý vị một năm quý tỵ thật nhiều sức khỏe, gia đạo được an vui hạnh phúc, đầm ấm và vạn sự như ý, muốn gì được nấy. Xin cảm ơn anh Trịnh. Dạ anh chị. Thì tiếp theo là chúng tôi như thường lệ vào chương trình là giới thiệu tổ hợp chúng tôi. Tổ UCMG là chắc tôi tắt gọi là United Care Medical Group, đã hoạt động trong cộng đồng chúng ta từ năm 1995. Thực ra tổ hợp UCMG là tổ hợp thai nghén đầu tiên trong cộng đồng chúng ta, bắt đầu 1993. Và chúng tôi đã có hợp đồng với Captima để phục vụ quý vị sức khỏe có thừa hưởng Medical, tức là Captima trong vùng quận Cam. Và chúng tôi rất là hân hạnh được phục vụ sức khỏe quý vị, và chúng tôi cũng vì vậy cho nên uy tín của tổ hợp UCMG rất được đồng bào trong chúng ta trong cộng đồng đã mến trọng, tương đối là kính mến và thương mến, và đã đến với chúng tôi, và chúng tôi cũng rất là hân hạnh được phục vụ sức khỏe quý vị. Và chúng tôi đem hết sức khả năng chuyên môn của chúng tôi, không những chúng tôi đã học ở Việt Nam, qua đây học nữa và học hoài, hiện tại bây giờ vẫn còn học để update cái khả năng chuyên môn của mình, để làm thế nào phục vụ sức khỏe với một khả năng chuyên môn được update nhất, nghĩa là được hoàn hảo nhất. Đó là nguyện vọng của chúng tôi. Chúng tôi còn có giới trẻ đã học hành nghề tại Hoa Kỳ, và họ đã có những bằng chuyên khoa ở Hoa Kỳ, và quý vị đó đã phục vụ quý vị khi đến quận Cam. Và chúng tôi với tất cả đàn anh, với tất cả những người mà đã biết cái cơn xưa của chúng ta, cái văn hóa của chúng ta, và thứ hai nữa là biết những cái yếu điểm cũng như là cái điểm mà chúng ta đã có và rất là ưu tiên, là rất là tốt đẹp của cộng đồng chúng ta, cũng giúp nhiều trong cái vấn đề mà săn sóc quý vị sức khỏe của quý vị. Thì đó là những điểm mà chúng tôi đã có những kinh nghiệm đó và đem đến áp dụng trên nước Mỹ những khoa học mà gọi là hiện đại nhất, những phương pháp hiện đại nhất, những dụng cụ hiện đại nhất để mà phục vụ sức khỏe quý vị. Cái y khoa mà hồi xưa ông bà chúng ta đã nói đó
ngừa bệnh hơn chữa bệnh. Cái nguyên tắc đó vẫn áp dụng ngay trên nước Mỹ và những nước mà có những khoa học, y học, những kỹ thuật rất là tân tiến, thì ngừa bệnh vẫn là quan trọng hơn chữa bệnh. Cái vấn đề là ngừa bệnh là như thế nào? Hồi Việt Nam á, chúng tôi đã trend ở trong system của Mỹ và chúng tôi được thụ hưởng của Mỹ, nhưng mà mình có phương tiện. Như chẳng hạn chúng tôi khi đó đã có ý định làm pap smear là truyền tầm cổ tử cung hàng năm. Chúng tôi không có phương tiện, không có tiền và không có đầy đủ những cái dụng cụ để làm pap smear hàng năm. Đó là cái thiếu sót hồi xưa chúng tôi muốn làm cũng được. Thì khoa Mỹ là một nơi mà những phương tiện đầy đủ, vì vậy chúng tôi áp dụng tối đa để mà phục vụ quý vị. Như bác sĩ Nam đã trình bày, xin mời quý vị năm mới gắn một năm đi khám sức khỏe một lần. Bất cứ bệnh gì cũng vậy, nên khám sớm, tìm bệnh sớm thì chữa bệnh sớm. Thế đó là nguyên tắc của chúng tôi. Tôi đặt lại vấn đề lại là làm thế nào mình ngừa bệnh. Chúng tôi đặt nặng vấn đề ngừa bệnh, chúng tôi tạo mọi điều kiện dễ dàng cho quý vị bác sĩ gia đình, chẳng như bác sĩ Trịnh hàng. Nếu bác sĩ Trịnh thấy rằng quý vị cần đến bác sĩ chuyên khoa như đến tôi chẳng hạn, quý vị không, quý vị bác sĩ Dình không ngần ngại giới thiệu quý vị đến tôi hoặc là bác sĩ chuyên khoa khác về mắt, về ruột, về giải phẫu, bất cứ gì mà thấy rằng nếu đến bác sĩ chuyên khoa nó có cái kinh nghiệm hơn bác sĩ gia đình thì đó là lợi cho quý vị, và các vị gia đình không ngần ngại chưa đến. Và nguyên tắc chúng tôi đã cho phép bác sĩ gia đình những cái quyền, uy quyền đó, tôi đã dùng uy quyền là hơi quá đáng, những cái khả năng mà là phán đoán của bác sĩ gia đình để thấy cần thiết chuyện quý vị đó đến bác sĩ chuyên khoa để phục vụ quyền sức khỏe của quý vị. Okay. Thì xin bác chị xin thêm một chút. Dạ vâng. Đó là vấn đề mà phụ khoa. Bây giờ vấn đề nhi khoa thì phòng ngừa như thế nào bác sĩ Nam? Thì cũng tương tự như là bên người lớn, nhưng mà về bên các em bé thì cái phần mà các em á phải khám bệnh á phải nhiều hơn là ở người lớn. Thí dụ giống như người lớn mà từ 25-26 tuổi trở lên thì nhiều lúc 1 năm, 2 năm mới đi một lần. Nhưng mà các em bé từ cái lúc mà mới sinh ra cho tới khi mà mấy em 1 tuổi á phải đi khám định kỳ ít nhất là phải 10 lần. Thì trong cái lúc đó khám định kỳ thì bác sĩ về nhi khoa họ sẽ coi các em tăng trưởng sao, coi cái dinh dưỡng sao, cái phát triển sao, và cần phải chích ngừa những cái thứ thuốc gì, uống thuốc gì để cho các em được bảo vệ cái sức khỏe. Tại vì bác sĩ Cầu mới vừa nói hồi nãy là không có gì quan trọng bằng cái phòng bệnh. Thành gì nếu mà mình càng đi bác sĩ mà khám định kỳ á, theo cho đúng định kỳ á, thì những cái nguy cơ mà bị bệnh thì nó giảm bớt đi. Đúng vậy. Kính thưa quý vị, đã nhiều lần trong văn phòng của chúng tôi nhắc nhở quý vị, thực sự có nhiều quý vị đó cũng ngại lắm. Chẳng hạn như biểu là đi làm pap smear thì họ cũng ngại lắm. Thành ra là có lẽ phải nhờ bác sĩ Cầu thuyết phục làm thế nào cho các quý vị đó phải đi làm pap smear thường xuyên. Nhưng mà bác sĩ Cầu thấy là 1 năm làm 1 lần hay là 2 năm làm 1 lần được hả bác sĩ Cầu? Cái pap smear đó thì tôi đã, ở qua Mỹ chúng tôi đã hợp tác với cách đây đã trên mười mấy năm với là Đại học Y khoa San Francisco để research, nghĩa là nghiên cứu về cái ung thư cổ tử cung trong phụ nữ Việt Nam chúng ta. Thì họ cho thấy rằng sau cái study đó là người Việt Nam ung thư cổ tử cung gấp 5 lần người da trắng. Người da trắng á, độ 8 người trên 100 ngàn người, Việt Nam gấp 5 lần là 8 năm, 44 người trong ngàn người. Vì vậy cho nên Việt Nam là thuộc cái loài là high risk về, tất nhiên là ung thư cổ tử cung nhiều. Vì vậy cho nên trên nguyên tắc á, thì quý vị trẻ tuổi như người da trắng á, khi có gần gũi với boyfriend thì mặc dù 12, 13, 14 tuổi thì 3 năm sau khi gần gũi boyfriend là nên làm pap smear. Hoặc là mình đến 21 tuổi mặc dù không gần gũi với ai cả mừng vẫn lên pap smear một năm một lần, quan hệ tình dục không có tình dục phân quan nhau. Vì vậy cho nên họ pap smear mỗi năm lần cho đến 30 tuổi. Đến 30 tuổi á thì nếu mà 3 lần liên tiếp mà bình thường đó
thì có thể đề nghị từ 2 đến 3 năm đi làm một lần. Và đến bắt đầu 70 tuổi đó thì cái ung thư cổ tử cung nó giảm xuống, cho nên họ đề nghị là có thể là không làm, nhưng mà trong hội sản phụ khoa họ đề nghị cũng tựa là từ 2 đến 3 năm đi làm một lần. Nói như vậy không có nghĩa là mình 2-3 năm đi khám lần mà mình đi khám khu đi khám sản phụ khoa. Mặc dù như vậy mình vẫn đi khám sản phụ khoa mỗi năm một lần. Vì ngoài ung thư cổ tử cung á, mình còn ung thư buồng trứng. Ung thư buồng trứng á, rồi còn từ ung thư vú. Ung thư vú thì người lớn tuổi này nhiều hơn người trẻ tuổi. Hoặc là mình tìm những ung thư cơ quan khác. Vì vậy cho nên đi khám hàng năm vẫn là cái điểm mà mình ngừa ung thư, không những là ung thư cổ tử cung thôi mà ung thư buồng trứng, ung thư tử cung và ung thư vú. Thì đó là nguyên tắc mà chúng tôi đề nghị theo cái hội y khoa sản phụ khoa Hoa Kỳ và hội ung thư Hoa Kỳ. Ngoài ra đó, khi đi khám hàng năm thì không những là tìm ung thư cổ tử cung thôi mà chúng tôi để tìm ung thư buồng trứng và ung thư vú. Cái ung thư vú mị là ung thư mức thứ 2 sau khi ung thư ruột già. Và ung thư buồng trứng là ung mức thứ 3 của người đàn bà sau khi ung thư ruột già. Thì đó, vì vậy cho nên cái đề nghị của chúng tôi là phải như vậy. Và dựa theo những cái đề nghị, tất nhiên là cái nguyên tắc của hội sản phụ khoa và Việt Nam, người Việt Nam là ung thư cổ tử cung gấp 5 lần người da trắng. Thì đó mình hay đi. Cho nên cái chuyện đi khám hàng năm là rất là quan trọng. Cái điểm thứ hai nữa đó là gần đây, trong 7 năm gần đây thì họ tìm ra những vi trùng là HPV, là những vi trùng đó trong những người có ung thư mà invasive, ung thư mà lan rộng ra, thì họ tìm ra được khoảng gần 95% những người mà ung thư invasive có lan rộng ra đó, nghĩa là nguy hiểm đó đó, thì là có vi trùng đó. Vì vậy cho nên họ đề nghị là em bé từ 9 tuổi cho đến 20, về người lớn đến 26 tuổi nên đi chích ngừa ung thư cổ tử cung là HPV vaccination. Thì bác sĩ Nam cũng liên hệ vào chương trình đó. Và họ đề nghị cái tuổi mà phải đi đến, lúc là tuổi mà phải đi đến vaccination là quan trọng nhất là từ 12 đến 3 tuổi. Vì thống kê họ Mỹ họ nói rằng người em bé, xin lỗi mấy cô con gái vậy thì rồi là 15, là 15 tuổi ấy, thì trong high school đó, những người đó vấn đề mà có quan hệ tình dục với bạn trai mình đã rất là nhiều, 60-70% hoặc là nhiều chỗ có thể đã gần là 90%. Vì vậy cho những người đó nên chích lúc đó, vì chích trước khi có gần bạn trai thì khi nghiệm nó là tốt đẹp hơn và hoàn hảo hơn. Cảm ơn bác sĩ Cầu rất nhiều. Để tiếp tục phần thứ hai của chương trình, chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị, trong cái tổ hợp UCMG của chúng tôi hiện nay đã có một cái chương trình, nghe nói là bà One Care, phải không bác sĩ Cầu? Vâng. Và vậy thì mời bác sĩ Nam, bác sĩ Cầu cho quý vị, khi quý vị khán giả biết thêm về cái chương trình One Care này và nó tốt xấu ra sao, xin quý vị cho biết. Mời bác sĩ Cầu. Cái chương trình One Care là một chương trình cho quý vị 65 tuổi trở lên có Medicare Part A, Part B và Medicare. Thì cái chương trình này á, là nó nằm trong cái chương trình của Cantiba. Cái chương trình đặc biệt á, là cover, làm xin lỗi, để là phục vụ sức khỏe của quý vị lớn tuổi. Và cái chương trình này là chương trình do của state, tức như là của tiểu bang và federal, gọi là liên bang. Cho nên cái chương trình này là một chương trình mà gọi là rất là bảo đảm, là vì cái ngân quỹ của chính phủ không đời nào thiếu trong vấn đề mà ngừa bệnh. Những cái chương trình khác á, như là commercial với là hàng này hàng kia đó, thì họ làm với tư cách là profit. Cái chương trình của OneCare và Katima là chương trình non profit để phục vụ sức khỏe của quý vị. Và cái ngân quỹ của chương trình này lúc luôn nào cũng được chính phủ bảo trợ và tiểu bang bảo trợ. Thì đó là cái quan trọng. Vì vậy cho nên cái chương trình này là chương trình mà tôi nghĩ rằng là tốt đẹp nhất và trường cửu nhất. Và không những là Medicare Part A, Part B thôi, và cả Medicare nữa. Những chương trình ngoài cái chương trình ngoài mà của commercial á, thì họ cần Medicare Part A, Part B thôi. Còn chương trình Medicare đó, thì cuối cùng lại quý vị cần thiết, quý vị phải đến là Medicare Cantima, họ
họ là có cái nguồn quỹ để cho phù thêm với chương trình Medicare Part A, Part B. Có nhiều lúc quý vị theo chương trình khác, bác sĩ dự định không biết là vấn đề Medicare đó là do Cathema yểm trợ mà họ không những lợi ích mà về Medicare yểm trợ nhiều khi không biết, thì quý vị không, mặc dù theo chương trình khác thì không thu được cái chương trình Medicare yểm trợ. Vì vậy cho nên bác sĩ dự định họ biết thì ngoài ra chỉ quý vị thu được chương trình Medicare Part A, Part B. Ra ra nếu cần thiết có những cái là vì như đơn giản như diaper, cái vì những cái dụng cụ khác mà chỉ có Medicare họ mà quyền người có ở từ Medicare không á, thì bác sĩ phải dừng làm lại giới thiệu giấy đợi, làm giấy tờ lại để xin phép Medicare tức nhà Cathema để cho phép được quý vị đến thụ hưởng. Thì cái nào nó phức tạp, nếu mà quý vị đi một step thôi đó như mình học bác sĩ Nam biết rồi chứ, thì là OneCare họ phục vụ Medicare Part A, Part B và Medicare cùng một chỗ, thì đó là rất là tiện lợi cho quý vị. Ngoài ra còn những trường khác là họ dùng chữ extra benefit như là vấn đề thuốc men thì rất là nhiều, cái formula rất là rộng rãi. Vấn đề là gym, nhất là lớn tuổi, quý chàng biết rằng lớn tuổi phải bác sĩ chính thì mình lớn tuổi thì mình phải exercise, mình hoạt động khi nào có sức khỏe, thì chương gym tức là cái nữa 24 hour gym tức là mình đến đó họ có những cái phương tiện mình tập thể thao thì sức khỏe mình được bảo đảm hơn. Bác sĩ nào có bổ túc không? Ngoài những cái những lợi điểm mà bác sĩ Cầu vừa mới trình bày đó, thì cái chương trình OneCare nó có cung cấp những cái nhu cầu về y tế mà những cái cơ quan gọi là Medicare Advantage, tất nhiên là họ cũng nhận Medi như chương trình OneCare, nhưng mà họ không có những cái lợi điểm là về cái chương trình về mắt, đeo mắt kiếng, thì là cái chương trình OneCare này họ sẽ cho các thân chủ mà ở trong cái chương trình này đó sẽ được 2 năm một lần được đi khám mắt và thay đổi mắt kiếng, và giá trị của cặp mắt kiếng theo chỗ tôi nhớ thì hình như là phải là 260 đồng. Dạ, và ngoài ra đó thì cái chương trình về răng, quý vị mà thân chủ mà Medi đó, nhiều lúc có vô trong những cái chương trình về Medicare Advantage đó, họ than phiền á là họ đi khám nha sĩ á khó quá đi. Nhưng mà nếu như mà quý vị mà vô trong cái chương trình OneCare đó của UCMG á, chúng tôi á có hợp đồng với cái chỗ kêu bằng là Liberty Dental, thì cái cơ quan này á nhà họ sẽ cho quý vị đi khám những nha sĩ Việt Nam, và hầu hết các nha sĩ Việt Nam họ nhận cái chương trình này. Và cái mà cái lợi điểm mà là cái số tiền á mà tối đa cho cái chương trình mà về răng này đó, nó không có giới hạn. Như những cái Medicare Advantage họ có cái giới hạn, nghĩa là một năm chỉ được bao nhiêu đó thôi. Bên này á họ không có giới hạn. Tại vì quý vị mà ngoại trừ những cái mà về implant này kia thì là không có cover rồi. Ngoài ra có một cái chương trình nữa mà bác sĩ Cầu có nói sơ qua là về cái chương trình transportation, nghĩa là chương trình di chuyển, là quý vị á, một năm á, quý vị có thể đi được 60 chuyến khứ hồi á, 60 năm, là quý vị á muốn đi tới bác sĩ, muốn đi đi bộ lấy máu, đi chụp thuốc, hình phổi, đi mua thuốc, bất cứ cái gì quý vị sử dụng, và quý vị chỉ cần cất nhất cái điện thoại kêu cái số A100, mà nếu mà quý vị mà trở thành á, một thành viên của cái chương trình OneCare của ECMG á, thì chúng tôi sẽ có người á, chỉ dẫn cho quý vị á, để thụ hưởng những cái nhu cầu đặc biệt này. Ngoài ra còn có những cái nhu cầu về châm cứu acupuncture, và về đi khám bác sĩ chỉnh xương chiropractor, là những cái đó là chỉ đặc biệt cái chương trình OneCare mới có. Những chương trình Medicare Advantage kia cũng có mà có thể là rất là giới hạn. Đúng rồi. Dạ. Cũng xin bổ túc thêm đó là nếu quý vị đi ra nước ngoài
Mà quý vị đi du lịch mà nhỡ có bệnh hoạn chi thì quý vị cứ đi chữa trị rồi đem cái hồ sơ và cái giấy khám bệnh về, cái cái biên lai về, thì bên đây chương trình Hoa Khe hỏi sắp bồi hoàn đúng vậy không ạ? Đặc biệt là tôi thêm chút nữa là vấn đề mà gọi là OCT đó, cái thuốc mà over counter không cần toa đó, thì mấy chỗ chương trình cũng có, không có mấy chương trình có, tuy nhiên chương trình là có, nhưng mà quý vị nên đến bác sĩ chương trình, họ viết cái giấy là Tylenol chẳng như vậy để mình uống, thì đem cái thuốc toa thuốc bác sĩ đến mua cái thuốc mà Tylenol thường thường gọi là over counter thì quý vị khỏi trả tiền, thì đó cái chương trình cũng rất là tốt. Bác sĩ cầu cho biết thêm chút xíu về cái đi khám chuyên khoa của tổ hợp riêng của tổ hợp y tế mà UCMG của chúng ta đó. Đặc biệt về chuyên khoa thì như chúng tôi đã nói là ban giám đốc của tổ hợp quyết định rằng tạo mọi điều kiện dễ dàng cho quý vị đến bác sĩ chuyên khoa. Vì vậy cho nên bác sĩ gia đình nếu thấy cần thiết, bác sĩ gia đình chỉ viết về giấy để quý vị đến khám bệnh chuyên khoa, vì như đến sản phụ khoa như tôi chẳng, đến bác sĩ về đường ruột chẳng như vậy, về bác sĩ mắt, nhất là mắt chẳng hạn như, hoặc là về đảng về ruột chẳng như vậy, thì cái chuyên khoa chúng tôi rất là rộng rãi, vì nguyên tắc của tôi là tìm bệnh sớm thì chữa bệnh sớm, quý vị khỏe mạnh và cái hao tốn cũng là bớt lượng cho chúng tôi, vì khi mà quý vị đó mình nặng và bệnh viện thì là tốn kém được bao nhiêu. Thì cái đó là lợi ích, là thật ra tôi nghĩ đến quý vị là quan trọng hết, nhưng về chung mà nguyên mà cuối cùng lại thì bên nào cũng có lợi cả. Thì đó là nguyên tắc của chúng tôi. Cái điểm thứ hai nữa đó là cái vấn đề mà phòng ngừa đó, nhất là về ngừa vaccination đó, là chúng tôi tạo mọi điều kiện quý vị dễ dàng để mà ngừa, nhất là về cảm cúm. Chúng tôi không ngại ngùng để quý vị gia đình chích ngừa quý vị nếu cần thiết, và chúng tôi tạo rất mọi rất là dễ dàng những điều kiện để cho bác sĩ gia đình phục vụ quý vị trong vấn đề phòng ngừa. Cảm ơn bác sĩ Cầu. Kính thưa quý vị, như quý vị nãy giờ đã nghe bác sĩ Cầu và bác sĩ Nam trình bày về cái chương trình One Care của chúng tôi. Quý vị thấy rằng là tôi ở ngoài phòng mạch thì có nhiều quý vị nói rằng thôi tôi không thích vô tổ hợp nào cả, tôi muốn ở ngoài. Cái đó không ai bắt buộc mình cả. Xứ Mỹ là một cái xứ tự do, chúng ta có quyền chọn lựa. Nhưng mà nãy giờ quý vị nghe bác sĩ Cầu, bác sĩ Nam nói trình bày đó thì thấy rằng là cái tổ hợp One Care là một tổ hợp của chính phủ, vừa tiểu bang vừa liên bang tài trợ cho nó, là một chính phủ, là một chương trình rất là phong phú chắc chắn và có nhiều quyền lợi cho bệnh nhân. Chúng tôi xin quý vị hãy gia nhập cái tổ hợp y tế này, đà One Care này, và đặc biệt của UCMG chúng tôi, tại vì ở bên tổ hợp của chúng tôi đó có nhiều bác sĩ có khả năng, có nhiều kinh nghiệm cũng như là cái sự tận tâm tận tụy trong nghề để mà có thể giúp đỡ cho quý vị. Cảm ơn sĩ Trình. Thì lúc nữa là ngoài ra chương trình One Care chúng tôi có chương trình Camtima như quý vị biết rồi. Thì nếu muốn thay đổi tổ hợp, xin quý vị liên lạc với bác sĩ gia đình để gọi lên số điện thoại là 714-246-8503, 714-246-8503. Tôi lặp lại là 714-246-8503 là ở Medi-Cal. Xin một cái mẫu để thay đổi tổ hợp thì quý vị sẽ nhận được cái mẫu đó trong vòng một tuần. Quý vị đem đến bác sĩ gia đình và giúp bác sĩ gia đình giúp quý vị điền và gửi lên để chuyển tổ hợp. Điểm thứ hai nữa là chúng tôi cũng có Medi Commercial là Blue Cross, Blue Shield, Cigna. Thì xin quý vị liên lạc với bác sĩ gia đình để gia nhập vào tổ hợp chúng tôi. Thì làm thế nào để gia nhập vào cái One Care? Thì xin quý vị gọi số điện thoại toll free là 800-960-9070, 800-960-9070. Cái số điện thoại này ở Captima thì họ sẽ cho người đến quý vị và giải thích quý vị. Khi nào quý vị hiểu rõ ràng thì họ gia nhập, họ làm giấy tờ quý vị gia nhập vào One Care trong cái tổ hợp UCMG của chúng tôi. Thì đó là những cái chương trình mà chúng tôi có hôm nay
chương trình eo hẹp và cũng nhân dịp sắp đến năm mới, chúng tôi, bác sĩ Phó Văn Cầu, giám đốc tổ hợp, đại diện tổ hợp UCMG và tất cả các bác sĩ trong tổ hợp UCMG, kính chúc quý vị năm mới một lần nữa được vạn sự như ý, làm ăn phát đạt, được may mắn nhiều và sức khỏe dồi dào. Thì đó là ước mơ mà tất cả chúng ta đều mong muốn. Xin rồi bác sĩ Chính có đôi lời về quý vị khán thính giả chúng tôi. Dạ, tiếp lời bác sĩ Cầu, xin chúng tôi một lần nữa xin kính chúc quý vị một năm Quý Tỵ, gia đình được đầy đủ sức khỏe, hạnh phúc, đầm ấm và vạn sự như ý. Bác sĩ Nam chúc mừng năm mới.